Đình Nam Hương. Đình Nam Hương được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng, là ngôi đình của làng Tự Tháp cũ, trong thờ năm vị thành hoàng: Long Độ, Cao Sơn, Linh Lang, A Duy Công Chúa và Bảo Xương Đại Vương. Xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1995, Đình Nam Hương tại địa chỉ số 75, phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đình Nam Hương được xây dựng cuối thời Lê, thờ năm thành hoàng gồm ba vị thần tối cổ: Long Đỗ, Cao Sơn, Linh Lang của Thăng Long cùng công chúa A Duy nhà Lý, Kha Duy Tĩnh và vương công Dương Tu nhà Nguyễn, Bảo Xương Đại Vương. Đây là một trong hai ngôi đình lớn ở thôn Tự Tháp, tộc Tiền Túc. Đến thế kỷ 19, được đổi thành tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương. Đình Nam Hương ở phía nam thôn này, còn đình Đông Hương ở phía đông. Hồ sơ di tích đình Nam Hương hiện lưu ở Cục Di sản Văn hóa cho hay, trước đây đình được xây ở dưới đất với quy mô khá lớn. Sau này đình Nam Hương bị thực dân Pháp lấy đất, tiếp đến là bị tàn phá. Về sau, tại nơi này, nhà nước bảo hộ Pháp đã xây lại ngôi đình cho thôn Tự Tháp. Đến cuối thế kỷ 20, sau nhiều lần biến cố của lịch sử, thì khuôn viên đình ngày càng hẹp dần. Tầng dưới trở thành chỗ làm việc của Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm, và phần bên bị dân lấn chiếm. Sau lần trùng tu đầu thế kỷ 21, du khách có thể thăm đình theo hai lối: phía trước đi qua tượng đài từ đoạn giữa phố Lê Thái Tổ, hoặc phía sau vào cổng số 75 phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm 1995, đình Nam Hương được Bộ Văn hóa Thông tin quyết định bổ sung vào cụm di tích Hồ Gươm. Từ năm 2006, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm được giao làm chủ đầu tư để tu bổ tôn tạo đình, bắt đầu bằng việc giải tỏa nhà dân trong khuôn viên di tích, lát đá sân trước, phục hồi bức bình phong, trùng tu cầu thang và mái hiên theo phong cách kiến trúc cổ truyền. Về kiến trúc, trải qua nhiều lần trùng tu, ngày nay ngôi đình vẫn có kết cấu hình chuôi hồ và mang dáng dấp phong cách nghệ thuật kiến trúc cuối thời Nguyễn. Đình nhìn ra Hồ Gươm ở hướng đông. Bên ngoài khoảng sân nhỏ là tượng đài vua Lê, ở trước bức bình phong lớn xây kiểu cuốn thư. Nghi môn bị mất từ lâu, nay thay bằng những cột trụ đắp nổi hình mây. Trên đỉnh trụ có hình bốn con phượng cúi đầu chạm mỏ và trụ đuôi như quả gành gành. Trên đỉnh tiền đường đắp lưỡng long trầu nguyệt, đỉnh hậu cung đắp đôi cá chép và bình rượu. Đình có tường cao vây quanh, phần thờ cúng chủ yếu ở tầng gác. Đáng tiếc cầu thang rồng không được phục dựng được chính xác.
tiền đường 3 gam. Trên gam giữa treo bức đại tự chữ Hán để Nam Hương Đình và một cửa vọng lớn trang trí bằng các hình rồng, phượng, tùng, cúc, vân vân. Hậu cung một gian đặt bài vị thờ năm thành hoàng. Bên ngoài mới bày thêm khám thờ tượng Lê Thái Tổ. Trong đình Nam Hương hiện lưu giữ 19 đạo sắc của các triều đại vua chúa phong thần cho các vị thành hoàng đã kể ở trên. Sắc phong sớm nhất có niên đại Cảnh Hưng thứ 8 1747, muộn nhất có niên đại Bảo Đại thứ 10 năm 1944. Ngoài ra còn một số cổ vật quý như một bảng văn chạm kiểu chân quỳ dạng cá quý, năm long ngai, một chóe sứ và nhiều đồ thờ tự khác. Ngôi đình được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1995. Từ xưa, tại đây có tổ chức lễ hàng năm vào ngày sinh, ngày hóa của các vị thần và rước kiệu, ngai, bài vị của công chúa A Duy từ đình sang đền Ngọc Sơn. Về sau có thêm lễ sắp ấn, lễ phong tước cho thần, cho các quan vào ngày 22 tháng 8 âm lịch, tức ngày mất của Lê Lợi, vị vua mở đầu triều hậu Lê. Các di tích lân cận: chùa Bà Đá tại phố Nhà Thờ, chùa Lý triều Quốc Sư, phố Lý Quốc Sư, đền Phù Ủng tại phố Lý Quốc Sư, thờ vọng Phạm Ngũ Lão, một danh tướng thời Trần, đình và đền Đông Hương, phố Hàng Trống có từ trước thế kỷ 17, thờ vị phúc thần là Ngọc Kiều Phu Nhân, đền ở phía sau thờ Tam Vị Thánh Mẫu.